14 giờ, các nhân viên của Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức lên đường đi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trong cộng đồng. Địa điểm lấy mẫu hôm nay là ký túc xá Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Ký túc xá Đại học Quốc gia là nơi mà tập trung nhiều sinh viên ở cả nước về học tập sau Tết, cho nên là yếu tố nguy cơ thì nó cao. 14 giờ 30 phút, công tác lấy mẫu bắt đầu. Việc lấy mẫu hoàn toàn ngẫu nhiên, không thông báo trước cho bất kỳ sinh viên nào. Em cảm thấy hơi bỡ ngỡ vì đây là lần đầu tiên em đi lấy mẫu à. Thắc mắc là không biết là mình có hay không, cho nên là em cũng xét nghiệm giúp tăng cái phần chủ động trong cái việc phòng dịch. Mỗi tòa nhà ít nhất sẽ là một mẫu, sau đó thì mình sẽ đến tầng, tất cả các tòa nhà trong ký túc xá đều có. Sau khi được nhân viên y tế hướng dẫn khai báo y tế, làm phiếu xét nghiệm, nhập thông tin mã số từng người, sinh viên được lấy dịch ở họng và mũi. Thao tác diễn ra trong khoảng 30 giây rồi chuyển sang người khác. Chỉ trong buổi chiều, 100 mẫu đã được lấy ngẫu nhiên. Nếu xuất hiện ở đây một trường hợp có, hay là nhiều trường hợp có, một tòa nhà có, hay là hai tòa nhà có, hay là nhiều tòa nhà có, thì cái kịch bản đó mình đều có sẵn sàng hết. Nó có ý nghĩa rất lớn là nó sàng lọc được những cái đối tượng, đây là những cái đối tượng mà có nguy cơ cao. 16 giờ, mẫu được chuyển đến bệnh viện quận 2 xét nghiệm. Khác với những lo lắng ban đầu, các sinh viên đều cảm thấy an tâm và nâng cao ý thức phòng dịch nhiều hơn.